chào các bạn nha. Tiếp tục đi bắt ếch đây các bạn. Cái khu này cũng mới bơm nước các bạn. Đây, ếch kêu quá trời, ếch kêu quá rồi. Đây, tiếp tục đem cái túi huyền thoại các bạn. Đợt này cũng bơm mấy mẫu nè các bạn, cũng ếch kêu bộn nè. Rồi, chừng nào mình gọi mình thấy ếch mình quay cho các bạn xem mà. Đây, mình mới vừa thấy đen có ếch các bạn. Đây bạn, chà bá luôn. Nước xếp xếp này công nhận giờ mới nằm có đã theo bạn. Quá luôn. Rồi không biết có ếch này có được hết cái đây. Để em bắt lên cho các bạn xem nha. Được, này có ếch cái các bạn ơi. Cái vụ ếch mình cũng không gần mấy. Chắc này con cái quá. Này nó không có cái nè. Bự quá nè. Rồi, mình úp máy đây mình bỏ túi bà. Đây, đây có đây các bạn. Đây, nó nằm trên khô nè các bạn. Đó. Mày hả bự. Cho không. Sung quá trời sung. Lết tới trên khô luôn nè. Quá đã. Con này con đi có ít cái nữa các bạn ơi. Cái này gì nè, trái nữa. Ít cái mini. Mà vụ ếch này mình cũng gần đó các bạn. Chắc con này ăn cái quá, gần giống cái quá. Rồi, mình đốt máy nè các bạn. Mình mới thấy chỗ này nó lặn con các bạn. Không biết con gì đây. Trời ơi, con nhái, cặp nhái. Cặp nhái chứ không phải ếch. Tưởng ếch chứ. Ếch biết nó kêu rồi bà ơi. Qua xa luôn này nó kêu rồi. Đây, mình mới thấy đàn con bà. Đây, chim khô nữa nè. Này nè bà. Con này cũng nhỏ bà. Nhỏ mà nó kêu quá trời kêu. Mình nãy giờ mới bắt dính á. Kiều nãy giờ đây cũng 2-3 con rồi, mới dính 1 con à. Mấy con nhỏ nhỏ này kêu dữ lắm. Rồi, mình đắp máy đây bạn. Mới thấy đàn con đó bạn. Rồi kiếm nó giờ biết lâu bạn. Nãy giờ mình gọi cũng thấy mấy con nữa rồi mà mình kiếm không gặp bạn. Nãy giờ cũng 2-3 con vậy á. Gọi lại mất dấu không à. Đây nè. Đây là một đống này nè, kiếm nãy giờ mới gặp nè. Hay thiệt. Còn là nó chính khô luôn mà. Rồi nước xếp luôn mà. Nó chính khô không à. Quá hay. Quả trời nó kêu à, kêu gần hết trơn. Rồi, đốt máy đây mày. Quá trời kêu à. Mới thấy đây con đó mà. Hay thiệt. Đây, nó nằm nó trốn đóng mà. Con này cũng khá trọng rồi. Đây. Trời ơi, nó đực. Nó biết đực bự rồi. Trời, nó đực cỡ cái vậy trời. Quá trời bữa nay mùa không rồi. Dạng này đêm nay trúng mánh nè bà. Mình bắt không có tục máy nha bạn. Mình cũng có lo mà mình không có lấy lo á. Bắt nãy giờ cũng được con này nữa là 5 con hả gì rồi. Để mình bỏ vô mình đem chỗ nào cho nó kêu. Chỗ nào kêu nhiều đó. Cho nó mấy con ếch nó lết tại con bắt chơi. Rồi mình đắp máy đây mình bỏ vô túi lại. Mới thấy đàn con bà. Rồi. Rồi bà. Nó nằm một đống con gà nè. Khó thấy nó lắm, không phải dễ thấy đâu mà. Quá trời gà luôn. Đây nó nằm im ru luôn các bạn. Gần dữ lắm đó mới bắt chín đó. Đây. Ôi có đực mà. Kệ có dính là ngon này. Rồi mình đắp máy đây tiếp tục chừng nào
mình ngồi thấy nữa mình quay cho bạn xem. Mới thấy đàn con mày. Ôi là trời, cái con này đột chí các bạn. Nó nằm đây nè. Mình có thấy mà nãy giờ nó che cái này nè các bạn. Ôi là chàng. Tính bỏ rồi đó. Đây. Ôi là trời, nó hay. Ghê thiệt. Ôi là trời. Xíu nó mất tiêu rồi. Độc thiệt. Quá đừng các bạn. Con này kêu quá trời kêu. Sát bên mình gọi thấy rồi mà lại kiếm biết lâu mới gặp. Dữ thiệt. Rồi để mình bỏ túi bài. Đây mình thấy đang có bài. Đây trên đất khô nữa các bạn. Từ xa là mình gọi lại mình thấy là nó ngóng cổ biết cao các bạn. Vừa lại cái là nó mọp xuống rồi. Con này ít đực bài. Nước tới đâu là ếch nó lết theo tới đó. Đây, nước tới đây nữa mà. Nó còn kêu cái dách mình nó quá trời nhiều. Đây, trời ơi cho. Quá đã. Con này ếch đực. Rồi, gấp máy mà. Đây, mới thấy đàn con mà. Đây. Nó lặn ngập bắt đầu bắt đít luôn các bạn. Đây. Con ngụy trang thấy ghê hồn ghê chứ các bạn. Ở trên dòm xuống là muốn thấy luôn á. Tại là thấy có con quỷ này nước đục mới biết nó đó. Các bạn. Ồ chà bá luôn. Rồi con ếch cái. Ếch cái. Đau các bạn ơi. Ếch cái xíu. Rồi, mình nấp máy đây các bạn. Mới thấy con đó các bạn. Đây. Kiếm nay giờ mới thấy các bạn. Con này có đực ba. Gần đây kêu hai con luôn. Mới thấy con. Đây. Để em bắt con này rồi mình kiếm gần đây có nữa mình quay cho bạn xem mà. Mới thấy đang con ba. Đây không. Rồi, mất tiêu rồi. Chỗ này nước sâu quá bà. Đi nè. Chỗ này nước dịch quần nước hơi đục. Đây bà. Ủa, bên đó nó kêu quá trời kêu bà. Đây con này con ếch đực. Cũng được, con này cũng được. Cũng khá ngon. Đây có được rồi. Con kia dữ các bạn ơi. Đây bữa nay thành quả bữa nay đứng được chục ngày con mà đất này căng lên cao dữ á. Vừa đây về sầu củ hành hả, sầu sầu dưa leo đây. Khá ngon à. Con bọn mà quá trời mũi. Hôm nay ếch cũng đỡ. Con này nó giờ thật các bạn. Này được mấy nhái nè. Được hai ếch cái. Mà hai ếch cái này con bị con nhỏ. Con nhớ đực. Nè, có được này hết trước tử các bạn. Chập bá luôn. Ô có cái. Quên còn là con cái. Vậy rồi được 3 cái. 3 cái. Quá trời mũi vậy. Rồi, vậy video mình cũng xin kết thúc các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo nha. Các bạn quá trời mũi cắn à.